Đứng dưới đảng kỳ, quốc kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là đảng viên mới, tôi xin tuyên thệ. Một, lễ kết nạp đảng viên tại chi bộ thôn Ma Lé, xã Ma Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Ngày hôm nay, Lò Văn Huân, 21 tuổi, chính thức được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam sau quãng thời gian rèn luyện và phấn đấu. Xin thề! Cán bộ xuống nhà em để hướng dẫn và động viên, khuyến khích em. Sau một quá trình, đến ngày hôm nay em đã được kết nạp vào Đảng, em cảm thấy rất vui mừng ạ. Huân là một trong số 5 đảng viên trẻ, độ tuổi từ 18 đến 25, được kết nạp tại địa bàn xã Ma Lé. Để làm được điều này, công tác phát tạo nguồn, phát triển đảng viên trẻ được cấp ủy, chính quyền địa phương hết sức chú ý. Trong đó, nổi bật là công tác bộ đội biên phòng tăng cường, đảng ủy xã của Trung tá Trần Minh Phương đảm nhận nhiệm vụ từ năm 2007 với vai trò phó bí thư đảng ủy xã Ma Lé, là một trong những xã có địa bàn rộng với 12 thôn bản, trong đó có 6 thôn bản biên giới. Việc phát triển chi bộ tại thôn bản những ngày đầu gặp rất nhiều khó khăn. Để lựa chọn được số cán bộ xã cũng như là cán bộ thôn, nhất là cán bộ thôn trong những cái năm đầu 2007 cho đến 2015 là rất là khó khăn. Thế và cái số để học hết tiểu học, trung học cơ sở sau để đi học cấp 3 thì một số là ra ngoài huyện học thì tương đối xa. Cho nên là bà con nhân dân cũng như là gia đình họ là cũng không muốn cho con đi học xa. Đấy vì là để người ở nhà để làm. Cho nên là nó rất khó khăn cho công tác vận động. Những đợt cao điểm, đặc biệt vào cuối năm, vị cán bộ tăng cường xã phải liên tục đi lại các thôn bản biên giới để tuyên truyền và vận động bà con, đồng thời khảo sát tạo nguồn cán bộ đảng viên trẻ. Ngày nắng cũng như ngày mưa, con đường dài gần 10 km đã in đậm dấu chân người lính mang quân hàm xanh. Thì đến hiện tại bây giờ, xã Ma Né thì có 17 chi bộ, trong đó có 12 chi bộ thôn. Thì đã xóa được cái chi bộ không có đảng viên từ năm 2015 rồi. Thì đến nay thì các chi bộ đã thực hiện cái việc là sinh hoạt cũng như là thực hiện các cái chỉ tiêu nghị quyết của cấp trên xuống và chỉ tiêu nghị quyết của chi bộ mình đề ra. Khác biệt về phong tục tập quán sinh sống, cách trở về ngôn ngữ, công tác phát triển đảng viên trẻ những ngày đầu của vị phó bí thư đảng ủy xã Tăng Cường gặp vô vàn khó khăn. Sau 5 năm tuyên truyền vận động tạo nguồn đảng viên trẻ, hiện tại xã Ma Lé có 17 chi bộ thôn, xóa được chi bộ không có đảng viên, 70% bí thư chi bộ thôn bản đạt trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông, các chi bộ thực hiện sinh hoạt đều đặn và hoàn thành tốt chỉ tiêu cấp ủy chính quyền xã giao phó cũng như chỉ tiêu tự đặt ra. Về công tác phát triển đảng, đồng chí có một biên phòng ta cửa thì là được các chi bộ cũng được xây dựng là nghị quyết và các đồng chí cán bộ biên phòng tham gia sinh hoạt giúp dự cũng được phát triển tốt hơn. Là một số mô hình đặc biệt nhất là cái mô hình phát triển kinh tế và chăn nuôi. Diện mạo của các thôn bản tại xã Ma Lé giờ đã dần thay đổi, người dân tập trung thay đổi kinh tác, tập quán sinh hoạt. Trong thay đổi này, có sự sát sao bám nắm dân bản của những người lính quân hàm xanh vẫn ngày ngày nỗ lực đem lại bình yên cho bản làng biên giới.